Chào các bác nha. Đấy, hai anh em đang đi căng lưới vạc đây. Đấy, vạc năm nay thì anh em biết rồi, đấy, cực kỳ là khôn. Đấy, đánh chuông, đánh mô hoặc là đánh bãi mà không có lưới thì nói chung là những con khôn nó trao ra ngoài hết anh em. Đấy, hai anh em đang triển khai căng lưới vạc. Đấy, lát nữa thì giới thiệu kỹ hơn cho anh em biết về cái lưới vạc của bên cơ sở nhà em nhé. Đấy, lưới này là mắt 12, sợi lưới là 20 anh em nhé. Hàng này thì bao chạy mắt cho anh em luôn. Đấy, sợi cực kỳ là dai. Đấy, thời điểm như tối nay là kiểu gì vạc cũng xô nhiều. Đấy, nó đợt này nó ảnh hưởng của cơn bão này. Cái thứ hai nữa là cộng thêm thời tiết lạnh, mưa phùn ở miền Bắc ấy, thì nó sẽ đi mạnh. Còn vạc thì anh em đánh là rơi vào khoảng độ tầm cuối tháng 11 thì ở miền Bắc thì gọi là hết vạc. Đấy, đánh lưu động thì vẫn được, nhưng mà tỷ lệ nó không được nhiều, nhưng mà rộ nhất là cái thời điểm này này. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua cái lưới vạc này thì có thể là tham khảo liên hệ bên cơ sở nhé. Đấy, mắt 12, sợi 20, lưới này là lưới viền biến đôi nhé anh em nhé. Đấy, còn bãi vạc đây, đánh mô và đánh ở trên bờ này, cắm keo này. Đấy, vạc mồi khu vực dưới đấy. Đấy, nhưng mà đánh thì đôi hiệu quả thì nó vẫn có anh em. Đấy, nhưng mà để triệt để thì phải sử dụng thêm lưới. Lưới thì nhiều thịt. Đấy, và lưới thì làm bằng lưới mắt ngang anh em nhé. Đấy, lưới mắt ngang này thì đảm bảo là con vạc là sẽ không trèo được như là cái mẫu lưới mắt dọc. Đấy, lưới mắt dọc này độ tăng hình của nó thì nó tương đương với cái lưới mắt ngang này, nhưng mà con vạc nó trèo rất là ác. Đấy, nhiều anh em không biết là bảo vạc không trèo nhưng mà thực ra nó trèo kinh ấy. Đấy, bắt đầu lên là lưới. Một cái ao như thế này thì thường thường là chỉ đánh tay 50 thôi, quay tròn xung quanh thôi anh em. Đấy, quay một phát khóa chữ U, còn mặt vế bên kia là bỏ anh em. Đó, bây giờ đang cắm lối lên. Đấy, còn lát nữa thì mới léo anh em. Lưới này là 4 diềm 3 túi anh em. Ở cái lưới này thì ví dụ anh em đánh bãi ăn ấy, thì anh em đánh cọc là 4,5 m hoặc là 5 m. Đấy, cắm sâu thêm xuống tí nữa thì đẹp. Còn ở ví dụ em đánh trao kiểu như này để xuống bàn ấy, thì em đánh ở cọc 5 m. Cọc 5 m thì cái lưới này mở khoang túi ra này nó rơi vào là 3 m này, đây 5 túi rồi. Tút lên trên kia là 3 m, còn bỏ bên dưới đây là 2 m này. Mình cắm xuống 50 phân thì còn 1,5 m nữa thì vạc nó sẽ không lao dưới tầm thấp anh em nhé. Bởi vì cái vướng cái trâu này thì lúa này nó đã rơi vào tầm khoảng 6-70 phân rồi. Đấy, thì vạc bắt buộc nó sẽ trao tầm cao thì mình sẽ bắt ở tầm cao. Còn lưới đây nhuộm đen hoàn toàn cho anh em. Còn cách căng thì đánh đơn giản thôi. Đấy, ví dụ anh em đánh ở ao gia đình hoặc là đánh bãi ở ngoài đồng thì anh em có thể là tham khảo làm 1-2 tay anh em đánh chắn xung quanh. Còn ví dụ mà anh em đánh bãi vạc ăn ấy, thì dựa vào những cái ruộng lúa này nó còn sổ sệt này, đấy, thì anh em cứ cắm 6 m một tay, 6 m một tay. Đấy, chạy và đặt loa giữa bàn. Đấy, đánh thì thường thường nó sẽ trao đi trao lại tìm chỗ ăn là nó chết. Còn đây là vạc mồi đây, có 5 con thì một con hôm nay ra đi rồi, ốm, mới hôm vạc đi nhiều kẹo vạc của ăn. Đấy, sợi lưới thực tế đây, nó là cái sợi biên đôi thì ở bên trên đây này, bên trên lưới thì cái viền vào cái cước đầu tiên này, cước mà thắt chống gió ấy, thì nó là biên đôi anh em nhé. Đấy, thì anh em mua lưới thì để ý kỹ dòng biên đôi này, thì nó là cái dòng lưới tàu loại 1. Đấy, chuẩn chỉ lưới tàu loại 1 thì đánh nó rất là bền, và cả một cái dây diềm bên dưới nữa nó cũng là chạy theo biên đôi. Còn khổ mắt lưới của nó ấy, ui con gì, khổ mắt lưới của nó là khổ 70 mắt nha anh em nhé. Đấy, không phải 60. Đấy, nhiều cơ sở người ta bán 60 thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Nhưng mà khổ này là khổ 70 và bảo hành cho anh em là không có độ chạy mặt này. Đấy, búng chỉ có một là đau tay, và cái thứ hai là anh em tay khỏe là bị đứt sợi thôi, chứ không có độ chạy mắt. Thì con vạc thường thường nó vào nó sẽ đạp vào cái mắt lưới đây. Ví dụ mà nó là cái lưới mắt chạy thì con vạc nó sẽ tụt ra. Đấy, tụt chui qua cái lỗ mắt chạy đang 12 phân thì nó tụt nó doãn ra, nó rơi tầm 17-18 phân thì nó sẽ lọt con vạc xuống dưới. Đấy, nhiều kiểu là sẽ mất vạc kiểu như thế nhé. Đấy, nhưng mà anh em sử dụng cái lưới này thì ok rồi, chuẩn chỉ 100%, không trượt con nào. Đã vào lưới thì trừ khi là anh em cắm căng quá thì con vạc nó văng ra. Cái thứ hai nữa là
nó đâm vào dây diềm, xong nó trèo luôn bám dây diềm thôi. Còn lưới này đã đóng xuống túi thì không có sợ cái tỷ lệ là bị mất chi. Ok nhá. Đấy, quay cho anh em xem về cái lưới đánh vạc. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.